Tâm chiếu hoàn quán rất yêu quý cái pháp lục hòa trên Đức Phật dạy này. Ở đâu có lục hòa, ở đó có hạnh phúc. Ở đâu có lục hòa thì ở đó có hạnh phúc. Bởi vì lục hòa dựa trên căn bản là cùng nhau tu sửa giới đức và thành tựu được chính kiến. Tức là cùng nhau tu sửa giới đức và thành tựu chính kiến, làm tất cả mọi việc để thành tựu được cái đức của mình và có cái chính kiến giải thoát cho mình. Cho nên ở đâu có lục hòa thì ở đó có hạnh phúc. Gia đình có lục hòa thì gia đình có hạnh phúc. Nó tốt đẹp như vậy. Từ cư sĩ cho tới người xuất gia đều phải thực hành pháp lục hòa. Và cái pháp lục hòa này nó có năng lực là có duyên để cứu được các chúng sinh vô duyên với mình, tức là ngoài gia tiên tiền tổ. Và quý đạo, nó có cái duyên như thế, có cái năng lực của công đức lục hòa thì nó đã có một lượng phước báo rất là lớn rồi. Các quý đạo hữu, đó chính là tu tập sửa đổi thân tâm một cách vô ngã. Các quý đạo hữu ạ, đấy, thì nó sinh ra cái lượng công đức phước báo rất là lớn. Cho nên qua đây thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng thấy rằng các Phật tử cũng như là cư sĩ tại chùa và công nhân tại chùa quá thiệt thòi, rất là thiệt thòi lắm. Vì nếu như chúng ta gặp cái ác nạn mà chúng ta hồi hướng công đức của công đức lục hòa thì chúng ta sẽ giảm được bao nhiêu những cái khó khăn. Không phải là chúng ta tiếc tiền đối với việc cúng dường, không phải thế các quý đạo hữu, mà nhưng mà cái lúc đấy chúng ta không có khả năng để mà cúng dường đầy đủ để tiêu nghiệp thì chúng ta bắt buộc phải dùng đến cái công đức lục hòa. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chứ? Vì có ai tiếc tiền đâu, nhưng mà tiền con đang tiêu không đủ chứ không phải là con tiếc đối với Tam Bảo. Thế thì cái công đức kia nó cũng tính là gì? Là tiền cả đấy. Công đức phước báo như nhau mà, tài thí, lội thí, bố thí, vô ý, công đức nó chả như nhau à? Các quý đạo hữu thấy không? Thế nhưng công đức bằng tiền thì nó lại quá nhiều luôn. Thế nhưng nếu có công đức tu tập thì lại dùng rất ít tiền. Nhưng mà ít tiền đấy không phải là chúng ta ở là keo giết chúng ta đi tu để đỡ mất tiền, không phải thế. Không phải chúng ta nghĩ như thế, mà là do khả năng chúng ta cũng không thể có tiền để tiêu được nghiệp. Phải không? Thì chúng ta phải dùng gì? Công đức tu tập. Cho nên các thầy đi tu là các thầy phải dùng công đức tu tập mới thành thánh ấy chứ. Phải không quý đạo hữu? Chúng ta đi cúng dường cho các thầy chẳng qua là chỉ lấy cái công đức từ tu tập vô dục của các thầy về hồi hướng cho nhà ta thôi. Trên cái công đức đấy nó lớn không? Nó lớn lắm. Nó mới hồi hướng chứ tiền thì đáng bao nhiêu, phải không quý đạo hữu? So với chúng ta là nhiều, nhưng so với cái nghiệp thì nó không phải là nhiều. Trong kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho những cái người cầu sống không sống được, cầu chết không chết cho đó, là phải bán nhà bán cửa, ruộng vườn mà người đó yêu quý để cúng dường Tam Bảo hồi hướng mới được. Thế chúng ta thấy tiền có nhiều không? Mà chúng ta có đi làm được đâu? Nếu mà chúng ta cúng hết chúng ta lấy gì tiêu? Phải không? Lấy cái gì sống? Trên chúng ta vẫn phải sống và chúng ta vẫn phải dùng đến tiền. Thế nhưng mà chúng ta vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên chúng ta phải cân đối làm cái gì đó trong khả năng của chúng ta để chúng ta tiêu được nghiệp đi, để cuộc sống của chúng ta an vui hơn. Phải không quý đạo hữu? Cho nên là cái công đức lục hòa nó rất là lợi ích, cực kỳ lợi ích. Bây giờ Tâm Chiếu Hoàn Quán nói thế này để các quý đạo hữu thấy xem nó có lợi ích không. Ví dụ không tu tập lục hòa, lỗi của tôi thì tôi cũng chả nói ra, chả ai chỉ lỗi cho tôi cả, đúng không? Thế chúng ta có thấy là tu mãi cái lỗi nó mới chuyển được không? Thế nhưng người ta có lục hòa, người ta ngay với nhau, người ta đã bàn bạc công việc, người ta làm ngay từ đầu, người ta còn không sinh ra lỗi nữa thì cần gì phải có lỗi để chuyển. Thế là ngoài như là nó không tạo nghiệp mà nó chuyển nghiệp ngay từ lúc đầu, cứ sinh ra tí nào công đức tí đấy luôn. Thế thì mới gọi là công đức lục hòa, nó sinh ra lắm phước chứ. Còn nếu không, chúng ta cứ cá nhân chúng ta này này thì cứ tạo tội rồi lại sám hối, tại vì làm không hỏi, không bàn, không có chính kiến, phải không? Thì chúng ta cứ thế tạo lỗi thôi. Thì đó chính là cái pháp. Khi mà chúng ta thực hành được hòa là chúng ta thực hành luôn một cái pháp vô ngã luôn, các quý đạo hữu. Mà đã là vô ngã thì gọi là người gì? Là người thâm nhập pháp. Ai quán chiếu khổ vô thường, vô ngã, quán chiếu đầy đủ để thực hành các cái pháp vô ngã thì người đó dần dần sẽ thâm nhập được đạo thôi. Đấy, thế thì chính cái pháp vô ngã này mới cứu độ được tất cả chúng sinh kia, vì nó không có ái, các quý đạo hữu ạ. Nó không có ái, những cái chúng sinh đó là không phải thân bằng quyến thuộc của mình,
các quý đạo hữu ạ. Nhưng mình dùng cái công đức vô ngã thì công đức vô ngã nó không có ái ở trong đó, cho nên kết duyên với họ rất là dễ dàng, rất dễ dàng và rất dễ hồi hướng. Tâm Chiếu Hoàn Quán nói ví dụ thôi ạ. Họ đến với hội chúng của mình, nhưng hội chúng của mình toàn là những tâm coi như chiến đấu nhau, thế thì họ lại sinh thêm cái ác tâm. Vì lũ quỷ vương chúng tôi gặp người ác thì làm cho gì? Ác thêm. Ác thêm vì họ, mình khởi cho họ cái tâm ác, làm sao mà họ thiện lên được, phải không? Nhưng họ gặp phải pháp hội lục hòa của chúng ta thì họ đến với chúng ta, họ khởi được cái tâm thiện, thế là họ tiêu gì? Tiêu nghiệp, còn chưa nói đến chuyện chúng ta hồi hướng cho họ. Họ chỉ cần kết duyên với pháp hội lục hòa của chúng ta thôi, họ đã có chiều hướng chuyển nghiệp rồi, họ đã có cái sám hối rồi. Tại vì chúng ta làm việc có nâng đỡ nhau, có bàn bạc nhau, có chia sẻ nhau, có chỉ lỗi cho nhau, có sám hối, và chúng ta đồng tâm nhất hướng là thành tựu tam bảo trong mình và hộ trì tam bảo bên ngoài. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Thì họ kết duyên với mình, họ gặp mình thì là họ gặp bậc thiện tri thức đó, phải không các quý đạo hữu? Nhưng chúng ta lại không phải ai là thiện tri thức, mà pháp này là pháp thiện tri thức, cái pháp lục hòa này các quý đạo hữu. Chứ một người thì không thể nào nói là một người lục hòa được, phải không các quý đạo hữu? Là phải là hội chúng mới lục hòa được. Thế thì cái công đức này, công đức sinh ra từ hội chúng, thế mới hạnh phúc chứ, phải không? Cái công đức nó sinh ra từ hội chúng, nó làm chuyển hóa chúng sinh rất là nhiều. Kính thưa quý đạo hữu, khi mà Tâm Chiếu Hoàn Quán khai thị cho vong linh ấy, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán lấy luôn cái công đức lục hòa đấy. Mình nếu như không nói là công đức của pháp thì mình làm gì có cái gì? Mình thì chỉ là tâm tính chúng sinh thôi, phải không? Nếu chúng ta bỏ pháp ra ngoài, chúng ta còn cái gì? Tâm tính chúng sinh. Còn khi chúng ta bỏ tâm tính chúng sinh thì chúng ta còn gì? Còn pháp. Chỉ có hai cái đấy thôi. Thế chúng ta luôn luôn bỏ cái tâm tính chúng sinh ra và chúng ta luôn luôn thực hành pháp thì chúng ta gọi là có người sống có chính niệm, phải không? Gọi là mạng sống của chúng ta là pháp, chứ không phải là chúng ta sống, mà là chúng ta sống với chính pháp, sống bằng chính pháp. Đấy, tức là chúng ta luôn luôn sống với pháp thôi thì làm gì có lúc nào gọi là chúng ta nữa, phải không? Phải không quý đạo hữu? Không phải là chúng ta, mà là đó là pháp. Cho nên ai có pháp thì người đó được hạnh phúc, ai sống với pháp thì người đó được hạnh phúc, ai thành tiểu pháp thì người đó được chứng đắc giải thoát, nha các quý đạo hữu ạ. Thế thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng rất mong là nếu những ai mà chưa đi xuất gia để làm công nhân thì chúng ta phải có một cái đạo tràng để chúng ta tham gia sinh hoạt vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để chúng ta có cái năng lực tu tập của đại chúng và xuống cho gia đình chúng ta, thì chúng ta được hưởng cái phước báo đó. Còn những người là những người cư sĩ tại chùa thì cũng lên vào đạo tràng, cũng thành lập một đạo tràng cư sĩ tại chùa. Tuy rằng chúng ta cũng làm việc tại chùa, nhưng nó khác hẳn là do chúng ta làm việc dưới sự hướng dẫn của chư Tăng nhưng lục hòa. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Còn nếu không thì chúng ta chỉ là người cũng là vâng lời chư Tăng thôi, nhưng không lục hòa, nó không có pháp lục hòa các quý đạo hữu ạ. Lục hòa nó có những cái triển khai pháp lục hòa, có cái sự bàn bạc tôn trọng ý kiến, lấy ý kiến, đóng góp ý kiến, xây dựng bình đẳng với nhau, yêu thương nhau, và tuyệt đối là không có chuyện bất mãn nhau, mà chỉ có những cái gì chưa đồng thuận thì đưa ra bàn bạc thôi các quý đạo hữu ạ. Phải không? Lục hòa nó là như thế. Lục hòa không chứa đựng cái sự bất mãn. Lục hòa chỉ chứa đựng những cái đề xuất ý kiến, rồi bàn bạc ý kiến, rồi thống nhất ý kiến, tức là ý hòa đấy. Các quý đạo hữu rõ chưa? Đấy, lục hòa nó chỉ chứa đựng ý hòa thôi, tức là tất cả mọi người cùng đưa ra ý, tất cả các ý đấy, cái ý đấy phù hợp với giới và phù hợp với thiện pháp, và chúng ta cứ thế là mỗi người mỗi ý, nhưng mà đến cuối cùng chúng ta đồng thuận với nhau hết trong các ý đó, làm cho chúng ta tăng thượng tâm, tăng thượng giới và tăng thượng trí. Đấy là kết quả của chúng ta khi chúng ta thực hành lục hòa. Các quý đạo hữu ạ. Đấy. Thế có phải là nó sinh ra công đức không? Nó sinh ra công đức chứ. Nó làm gì có chuyện chống trái, ác hại nhau, phải không? Nếu mà chống trái ác hại nhau thì không phải là ý hòa đó. Tại vì cái đấy nó không phù hợp với giới, cho nên nó không thể hòa được, không thể gọi là sống với chính pháp được. Phải không quý đạo hữu? Nó sống bằng cái sự chân thật,
Và chúng ta tự biết rằng chúng ta là có rất nhiều ác nghiệp, và mỗi người phải lấy giới, lấy pháp, lấy cái pháp lục hòa để chúng ta rèn sửa tâm mình, để chúng ta sống với giới pháp của Phật thì chúng ta sẽ được thành tựu thôi. Ai chăm chỉ thực hành thì người đó có công đức phước báo lớn, phải không? Ai mà không chăm chỉ thực hành thì người đó có muốn việc gì hồi hướng cho gia đình mình thì mình cũng không lấy được phước của đại chúng ra, vì mình đóng mất rồi, mình đóng mất cái bàn tay lấy pháp đó rồi, phải không quý đạo hữu? Nên chúng ta thấy là chúng ta xin Phật mãi, Phật có hết phước không? Phật có giờ hết phước không? Tại vì Phật là tròn đầy công đức trên không hết phước được. Thế chúng ta chỉ làm cho mình nó nhiều công đức lên là được, phải không? Nhiều công đức. Từ trước đến nay tất cả các việc ở câu lạc bộ, người ta được tham gia vào tất cả những gia đình trong câu lạc bộ, người ta chuyển nghiệp, nhiều gia đình người ta chuyển nghiệp rõ rệt, chuyển nghiệp trông thấy. Mà trong khi đó người ta đâu có cái điều kiện ở chùa mà tu tập ở chùa như mình đâu, phải không? Người ta không có điều kiện ở chùa để tu tập như mình, mà người ta chuyển nghiệp, nhà ta chuyển nghiệp kinh khủng luôn. Thế nhưng mà mình ở chùa mình không tu như thế, mình có thiệt thòi không? Tức là tự mình có bao nhiêu công đức thì tự hưởng thôi, không được xin của ai cả. Nếu cung kính chư Tăng thì được tí phước thêm ấy, còn người ngoài thì người ta cũng cung kính chư Tăng rồi. Các Phật tử ở ngoài ấy, phận sự nhiều, cung kính rồi, họ với mình cũng không khác nhau gì cái lòng cung kính cả. Thế nhưng do họ có hòa hợp, họ có thực hành thì cái công đức của họ cao lên. Cho nên có những nhà, có những gia đình đợt vừa rồi, người ta chỉ có tụng kinh an cư kiết hạ cùng với nhau thôi nhé. Thế mà nhà người ta chuyển nghiệp bao nhiêu nhà chuyển nghiệp, nghiệp bệnh rồi chuyển nghiệp, bao nhiêu nghiệp đấy viết lên. Xong đợt Covid này lại về làm Phật Pháp nhiệm màu. Đấy là mới có tụng kinh an cư kiết hạ thì chứ có làm gì đâu, phải không? Mà ở đây chúng ta nào là tụng kinh với nhau, nào là đi thiền hành với nhau, bao nhiêu cái hòa hợp. Thế nhưng mà nó lại không phải là người phát nguyện tu tập pháp hòa hợp. Cho nên là cứ ông nào tu được công đức nào riêng sẽ ông đấy hưởng, chưa có gì gồng gánh cho nhau. Thế có thiệt không? Ông quý đạo hữu có thấy thiệt không? Đáng nhẽ người ta được hưởng thêm công đức được hòa thì mình cứ ai tu người được hưởng, không ai ăn chia sang cho ai cả. Thế thì chán quá. Cái kia nó là nó thành một cái khối lượng công đức khác. Như các quý đạo hữu nhớ là tôi tu, anh tu, tất cả là khối lượng công đức khác. Nhưng khi nó lục hòa nó tạo thành một cái năng lượng phước báo khác ngoài cái phước báo tự thân là. Các quý đạo hữu hiểu không? Chứ không phải là khi tôi tu lục hòa và tôi hồi hướng cho anh nhà tôi hết mất phước của tôi. Không phải, mà do chúng ta tu tập lục hòa thì chúng ta có được cái phước báo từ lục hòa nó sinh ra. Thì cái phước báo lục hòa này chính là cái phước báo mà thành Phật. Cho nên là cái phước báo đấy xin mãi không hết. Năm người xin, nếu tâm cung kính như nhau thì đều như nhau. Nghìn người xin thì cũng như nhau, không bao giờ giảm sút. Và cái phước báo đấy là phước báo lục hòa. Các quý đạo hữu rõ chưa? Phước báo này, phước lục hòa là sinh ra chư Phật mà. Chứ phải không đâu, cái pháp lục hòa đó nó sản sinh ra các cái công đức vô ngã, các cái công đức ba la mật. Đấy, thế chúng ta thấy không? Bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ phải nằm trong lục hòa mới ra được, các quý đạo hữu ạ. Ví dụ như thế này ạ, ví dụ chúng ta cùng bàn bạc với nhau, chúng ta cùng làm, tất cả cùng ý kiến thống nhất, nó không còn ý kiến của ai nữa. Cái đấy đã tiêu mất cái tướng tôi chưa? Tiêu tướng tôi chưa? Thế là cái công chúng ta làm ra nó thành ba la mật chưa? Cái công đức chúng ta làm ra thành ba la mật chưa? Thành. Thế nhưng không có họp bàn, chỉ có ý của tôi thì không bao giờ mà thành công đức ba la mật. Ba la mật tức là làm mà lại không biết đấy là mình làm, không thấy đấy là mình làm. Tức là ví dụ như này, một cái lọ hoa này cắm thế này, cái lọ hoa cắm, nhưng đây là có ý kiến của bao nhiêu người là phân công cho anh mới được đi làm thế này, đúng không? Trong một cái buổi lễ này bao nhiêu cả một câu lạc bộ người ta đóng góp vào mới được thế này, mới biết là mình làm thế này, mới làm nên cái buổi lễ này. Thế thì cái công đức hòa hợp ở trong tất cả các việc làm đấy, nó sinh ra một loại công đức, đó là công đức hòa hợp. Các quý đạo hữu ạ, còn nếu chúng ta không có hòa hợp thì chúng ta nhận việc này, à hôm nay tôi đi cắm cái hoa thì rõ ràng là ông đi cắm cái hoa rồi. Cái sự kiện này chả có ai liên quan đến ai cả. Các quý đạo hữu thấy không? Nó chỉ là công đức hòa hợp của chư Tăng chỉ dạy cho mình thôi, chứ đâu có phải công đức hòa hợp của mình đâu. Phải không quý đạo hữu? Còn chúng ta là nhận việc từ chư Tăng, chúng ta bàn bạc hết, chúng ta cùng làm, phải không?
ý kiến của Phật tử. Thế là chúng ta là công đức hòa hợp của chúng ta có ý hòa, nhưng kia là chư tăng ý hòa xong sai hướng cho mình, đúng không? Chỗ này làm, chỗ kia làm, chỗ kia làm. Thế là cứ mỗi cái là con bạch thầy công việc của con này xong rồi ạ, có đúng không? Thế còn kia thì con bạch sư phụ là câu lạc bộ của chúng con đã lo xong việc rồi ạ. Câu lạc bộ chúng con nào có biết ai và mấy ai đâu, đông thế làm gì biết ai và mấy ai đâu. Thậm chí là thầy cũng còn chả biết mặt trò nữa thì làm sao được mà gọi là vì danh, phải không quý đạo hữu? Không có vì danh, không có tướng ai cả. Thế nhưng mà nếu không thì nó sẽ thành tướng là có một người này làm đây này, phải không? Con bạch thầy là con đã cắm xong nọ hoa, việc thầy giao con đã xong rồi. Thế mình có hòa được với tăng đâu, mình chỉ mỗi là cúng dường chư tăng thôi, chứ có hòa đâu, có giới hòa đâu mà gọi là có được bàn bạc với tăng cái việc này đâu, phải không quý đạo hữu? Đấy, thế cho nên cái công đức lục hòa nó phải sinh ra từ pháp hội lục hòa. Pháp hội lục hòa thì mở đầu là thân hòa đồng trụ, tức là tất cả mọi con người cùng nắm bắt ý kiến, cùng bàn bạc, cùng đồng tâm nhất trí với nhau. Có quý đạo hữu rõ như này chưa? Đấy, thì nó mới ra được cái công đức lục hòa. Và chính có lục hòa thì mới hộ trì được cho chư tăng, mình mới có thể hộ trì được. Nếu không thì tự bản thân chúng ta đã mâu thuẫn rồi thì làm sao mà chúng chư tăng còn phải mệt giải quyết cho chúng ta chưa được đây này, phải không? Nay chúng ta làm được 3 việc nhưng mà mai lại đau đầu chư tăng thêm 4 việc ấy chứ, phải không? Lấy đâu ra mà gọi là hộ trì. Thôi thì con cúng cho thầy ăn thì thầy phải giải quyết cho con các việc của con, phiền lão lắm đấy này, các con đâu có tự áp dụng pháp được đâu, phải không? Đấy, cho nên nó rất là lợi ích nếu chúng ta hiểu được và chúng ta thực hành được lục hòa. Và có lục hòa thì nó sẽ có thành tựu lớn cho mình và mình không bị phiền não. Đấy là về pháp. Thế về còn cái phần là trong lục hòa nó có lợi hòa, tức là sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chia sẻ nhau trong hiện tại. Ví dụ như là các bạn ở trong công nhân chẳng hạn, hay các bạn hoặc trong cư sĩ chẳng hạn, gia đình có việc gì, thế nhưng mọi người cũng chỉ dừng lại ở cái là đến viếng hoặc là đến thăm hỏi một tí thôi. Chứ nếu mà nói là cái tình thương sâu sắc, cắt cử nhau đến chăm sóc và phải tu cái tâm cha mẹ giống cha mẹ mình thì không thể có được, thấy không? Làm sao như thế được? Thế gia đình có việc gì đến mà giúp đỡ thì nó rất là khó. Ví dụ như là nó sẽ sinh ra những cái pháp bất thiện. À, ví dụ 5 anh em với nhau, lại người này mình đến nhà người này chăm giúp được, đến lúc cái nhà khác mình không đến được, nó có mâu thuẫn không? Nhưng mà nếu chúng ta có lục hòa, chúng ta cử nhau đi thì tự nhiên nó sẽ cái ái nó không xuất hiện. Không ai có cái tâm gì gọi là đấy, chúng nó chơi thân với nhau, còn chúng tôi thì nó không chơi với chúng tôi rồi, nó có thiên lệch, nó không có. Bởi vì đây chúng ta đã phân công nhau rồi mà, phải không? Đi theo gì? Đi theo pháp rồi, đi theo cái pháp lục hòa rồi. Ví dụ như là mẹ bạn này, nhà bạn này tự nhiên là gặp phải cái nghiệp báo tai họa 45 việc nó đến một lúc. Thế nếu bây giờ chỉ có cái là giúp đỡ cá nhân thôi, đến mà hộ cá nhân thôi, thì lúc bây giờ nó sẽ sinh ra cái ơn huệ. Mà cái ơn rồi nó lại trách cứ lung tung, phải không? Là lúc tôi làm xong bây giờ đến nhà tôi lại ứng xử không tử tế. Nó nhiều cái bất thiện do nó không có pháp, cho nó sinh ra cái bất thiện. Thế nhưng nó đúng pháp thì lại không sinh ra cái bất thiện đó. Là đạo tràng là phải cử đi ngay người này mai người kia, nó là đúng pháp. Các quý đạo hữu rõ chưa? Khi người ta làm người ta cũng biết là người ta đến để người ta dẹp trừ cái gì? Cái tâm chấp trước của người ta đi. Người ta đến làm sao người ta phải tu được cái tâm thanh tịnh ở tại nhà mình, phải không? Cho nên người ta giúp đỡ nhau được rất là nhiều. Thế cho nên chỉ có pháp của Phật mới mang lại hạnh phúc thôi. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Chúng ta không thể nào mà có hạnh phúc nếu không có pháp của Phật. Đấy, tất cả các Phật tử ở xa ở gần, đây Tâm Chiếu Bản Quán nói ví dụ như là việc của Bình thôi. Như hồi xưa lấy Bình đám cưới thì cũng phải là câu lạc bộ Cúc Vàng giúp đỡ chẳng hạn. Đấy đấy thì cũng phải là cả câu lạc bộ, chứ nếu một cá nhân nhà nào có làm được không? Không thể làm được chứ, phải không? Hoặc là 2-3 người bạn có giúp được không? Người ta cũng không thể có cái điều kiện để mà giúp. Nhưng nếu mình vào câu lạc bộ thì câu lạc bộ cử ra mỗi người giúp có một ít thôi, như rết nhiều chân ấy. Thì mỗi người ta chỉ giúp có một tí thôi thì việc nhà mình nó đi băng băng, phải không? Cái công việc của mình nó thành tựu. Đây là do lục hòa mới có được chứ, một mình làm sao làm được, phải không? Không thể nào làm được. Trên cái lục hòa nó rất là lợi ích, vì là mình cũng là người Phật tử thì rất thích là thực hành bố thí, phải không?
thực hành bố thí thì bây giờ trong đạo tràng với nhau người ta bố thí cho nhau, người ta cảm thấy bình thường. Thế nhưng người ngoài tự nhiên hai ông bạn chơi với nhau, thế ở chồng người này đi vắng hoặc như nào hay như nào đến cứ giúp người ta, hay có tình ý với vợ tôi hay là có vấn đề gì mà cứ đến đây với nhau, nó rất là khó, không thể nào mà thực hiện được cái tâm yêu thương cũng khó rồi. Tại vì không ai người ta tin rằng lại có cái người chân thật thế. Mà đôi khi cũng chẳng phải là chân thật đâu. Lúc đầu thì thanh tịnh, dần dần đến nó mất thanh tịnh vì làm gì có pháp. Phải không, ký đạo hữu? Thế nhưng nó có pháp thì nó thanh tịnh ngay, đến cái nếu có vấn đề gì sẽ nhắc nhở nhau ngay. Nếu tâm anh thế nào đến nhà mà có cái gì đấy hoặc là hành xử thế nào chưa đúng là nhắc nhở nhau ngay để rút kinh nghiệm ngay. Mà chúng ta thẳng thắn nhắc nhau được ngay. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Đấy, thế cho nên là chỉ có lục hòa thì mới có lợi ích được thôi. Ở chùa chúng ta thì rất là có lợi. Có lợi tức là như này, là các sư phụ rất là quan tâm đến các quý đạo hữu. Thế gia đình có cái gì thì đã có xe của chùa rồi, phải không? Chùa cũng đã hỗ trợ rất là nhiều. Thế bây giờ nhà mình có công kia việc lọ, ví dụ ốm đau ở xa, một cái xe 16 chỗ của chùa cử về, Phật tử về, thế có phải là ấm lòng hơn không? Phải không? 16 người liền về thăm hỏi gia đình, tự nhiên là bố mẹ mình cũng thấy vui vì con mình có đông bạn đông bè, rồi về toàn những người tử tế, có phải tốt hơn không? Phải không quý đạo hữu? Tốt hơn chứ. Đám ma, đám chay hoặc là có cái việc gì đấy nó cấp bách thì hẳn một cái xe 45 chỗ chở đi, thế có phải vui không? Thế chúng ta là một gia đình mà. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại không cho chúng ta hưởng cái hạnh phúc gia đình như thế? Không quan tâm nhau. Ví dụ có một người ốm chẳng hạn, ví dụ có một Phật tử ở đây ốm đi xuống viện. Nếu mà chúng ta là một đạo tràng, cứ cử một ngày một người, hai người đến chăm, có cử được không? Mà cái trách nhiệm của người Phật tử phải đến làm sao cho người đạo hữu của mình được hoan hỉ, vui vẻ, hạnh phúc và được sống trong pháp. Thế chúng ta có thích hơn không? Thế còn hơn là ốm cứ một mình, xong rồi vài ba ông bạn đến với nhau thôi. Thế là chúng ta làm mất đi cái lợi ích của chúng ta, phải không? Nó mất đi cái lợi ích, chứ không phải là vấn đề tiền, mà vấn đề chúng ta không hiểu pháp. Cho nên chúng ta không thấy được cái giá trị của pháp, lợi ích của pháp. Cho nên chúng ta không chịu thực hành pháp thôi, các quý đạo hữu ạ. Phải không? Chư Tăng, một chư Tăng ốm thì cử mấy chư Tăng đi. Chư Tăng hòa hợp thế. Thế mình Phật tử bây giờ cứ trơ trọi có vài ba ông bạn thân à? Thế nếu mà ốm một tháng thì vài ba ông bạn có làm nổi không? Thế nhưng mà nếu có 30 bạn liền, mỗi người một ngày có đặt có giúp được không? Giúp tốt chứ, phải không? Đấy, thế cho nên là chúng ta rất là lợi ích. Thì trong cái tu tập lục hòa thì sẽ giúp cho chúng ta được rất là nhiều điều. Tất cả mọi sự quan tâm vào, đầu tiên là chúng ta sống với nhau, chúng ta nhìn nhau, chúng ta đã thấy nó dễ chịu hơn rồi, phải không? Dễ chịu hơn. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta ai là người thì cũng có lỗi. Có lỗi thì mới làm người cần phải tu chứ. Đã hết lỗi thành thánh rồi thì cần gì phải tu nữa. Thế cho nên đầu tiên là chúng ta đã có một cái thông cảm như vậy rồi. Và chỉ chủ yếu cái quá trình mà chúng ta vận động để chúng ta sửa lỗi cho nhau thì nó hơi khúc khắc một tí, nó hơi va chạm, nó hơi đau đớn một tí. Nhưng mà mài giũa thì nó phải đau. Tại vì mình chấp nhiều quá những cái đấy. Mình hôm nay là gắn một tí đất sét vào, xong rồi mai lại gắn một tí than vào, ngày kia lại gắn một tí chì vào. Thế nó cậy ra nó phải đau, phải không? Cậy rửa nó phải đau. Nếu không muốn đau thì phải dùng gì? Dùng sữa tắm. Muốn có sữa tắm thì phải có tiền. Thì tiền ở đây là gì? Có lục hòa. Càng anh nào thực hành lục hòa lắm thì càng chóng tẩy được mà nó không đau. Nó là sữa tắm đấy. Còn anh nào mà ít dùng lục hòa, ít quá thì nó phải gọi là cậy sống ra. Để nó xước ra tí. Đúng không quý đạo hữu? Càng dùng nhiều pháp, càng tôn trọng, càng yêu thương, càng mong muốn mình sửa lỗi. Thì cái đấy là người biết dùng gì? Dùng sữa tắm. Nó lại bốc ra mùi thơm chứ nó không hôi thối gì, phải không? Cho nên là càng yêu thương lục hòa, giúp đỡ nhau thì càng tốt, các quý đạo hữu. Các quý đạo hữu ở trên chùa thì thực sự ấy, mình chỉ cần công quả công đức bằng cái tâm nhiệt, tâm nhiệt tình, yêu thương, tự nhiên mình phát sinh ra cái loại công đức đấy, làm cho mình được dễ dàng tiêu đi các cái ác nghiệp, cũng như là các cái bệnh nghiệp nó cũng tiêu được đi. Đáng ra cái kiếp trước thì phải ốm lên ốm xuống, ốm vật vã 100 ngày. Thôi bây giờ thì ốm vật vã 50 ngày, cũng giảm được 50 ngày rồi. Phải không quý đạo hữu? Cũng giảm đi rồi. Thế cho nên là tâm chiếu hoàn quán cũng rất là mong là làm sao đó chúng ta phải biết áp dụng pháp để chúng ta đỡ vất vả.
Nhất là các cái bạn làm công nhân. Thế công nhân thì chúng ta làm hết giờ rồi, thì ngoài cái giờ chúng ta làm quy định ấy, chúng ta làm thì gọi là được làm gì? Công đức. Phải không? Cái người ngoài người ta đi làm công nhân ở ngoài, nhưng người ta muốn công đức nên chùa ta lại phải nghỉ cả ngày, xong người ta mới lên chùa được, rồi còn phải mất tiền đi lên chùa mới làm được công đức. Phải không? Phật tử đấy, ở ngoài nó phải nghỉ ngày này, thế rồi mới làm công quả cúng dường này. Mình ở đây cứ đúng giờ mình làm, trong giờ lao động thì mình nhiệt tâm nhiệt tình, đấy là làm đúng, gọi là không ăn cắp giờ của nhà nước, không gian lận. Phải không? Chứ không được trong cái giờ làm thì giải đãi, chơi bời, ấm a mớ. Phải không? Đấy, mình phải thấy mình nhiệt tâm nhiệt tình, mình làm hết khả năng mình, tất cả các thứ rồi, thì ngoài giờ đấy ra mình có thể làm thêm 1, 2, 3 tiếng vào lúc rỗi. Phải không? Thì cái lúc đấy là mình tính được thành gì? Công đức, công quả. Phải không quý đạo hữu? Mà mình về ở đây mình lại còn được tu nữa chứ. Phải không? Mình được tu bởi vì mình còn một cuộc sống tiếp tục theo sau. Và hiện tại mình còn rất là nhiều ràng buộc về bệnh tật đã. Đầu tiên nó về bệnh tật của mình đã. Và việc của người thân mình cũng cần rất nhiều cái để hồi hướng. Phải không quý đạo hữu? Nó rất cần những cái mà chúng ta hồi hướng cho những người thân của chúng ta rất là nhiều. Đấy. Thế thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng mong các quý đạo hữu hiểu việc này. Và sau cái buổi hôm nay thì bên công nhân cũng thế. Tất nhiên là hôm nay không có đủ các ban ở đây, phải không? Thế thì ban nào sẽ về nói ban đó. Muốn thành lập đạo tràng tu lục hòa thì Tâm Chiếu Hoàn Quán sẽ giúp cho các quý đạo hữu chúng ta tu tập lục hòa. Vì chúng ta có lục tu tập như thế, trên chúng ta sẽ có cái buổi tổ chức xuất phát cúng dường chư tăng, sẽ có những cái việc mà chúng ta được làm thêm ngoài những cái công đức phận sự của chúng ta. Phải không? Đấy, nó rất là lợi ích. Chúng ta hồi hướng rất là lợi ích cho những cái người thân của chúng ta. Chúng ta phát nguyện, chúng ta tu tập, có những người phải cúng dường, thế thôi chúng ta không cúng dường, chúng ta ở đây tiện chúng ta công quả luôn, thế có phải tốt hơn không? Phải không? Đấy, chúng ta tiêu được nghiệp, đấy là cái lợi ích của chúng ta như thế. Thế còn thực sự ra các đạo hữu mà làm công nhân ở chùa thì không có cái ràng buộc, thì các bạn vẫn sống như bình thường ở ngoài đời. Các bạn thích hết Covid rồi, các bạn thích sáng đi chiều về thì đi, các bạn thích ở trên chùa thì ở, các bạn thích thuê nhà giữ ung bí rồi các bạn nên các bạn làm thì các bạn làm, nó rất thoải mái. Phải không? Thì giống như các bạn đi làm ở đâu mà các bạn chả phải như thế. Phải không? Chỉ có trừ trường hợp các bạn ở đúng gia đình bố mẹ đẻ các bạn thôi, thì các bạn làm việc ở đấy thì các bạn mới không phải sắm cho mình cái chỗ ở mới thôi chứ, đúng không? Còn đi làm ở đâu mà chả phải thuê chỗ ở. Một là ở chùa, hai là thích thì đi thuê chỗ mà ở, rồi lên chùa làm. Phải không? Cái chùa cũng không có bát gì riêng, đối với công nhân thì thoải mái. Chỉ có cư sĩ tại chùa thì đã tự mình có cái duyên như thế rồi. Duyên cư sĩ ở chùa thì đương nhiên là thù thắng hơn rồi. Chúng ta mong muốn cho mình được đi xuất gia rồi, phải không? Thế thôi thì ai cứ ở chùa rồi đến gần chết cũng được xuất gia gieo duyên. Anh như cụ Tiên ấy, cụ Tiên cụ được sư phụ xuất gia không? Gần chết là cụ được sư phụ xuất gia, còn xây một mình cái tháp kìa, chùa lo hết cho ma chay ốm đau, cắt Phật tử xuống phục vụ. Thế giờ chúng ta công quả cả đời ở đây, đúng không? Thì ốm đau Phật tử chúng ta tự cắt nhau đi mà phục vụ nhau chứ. Phải không quý đạo hữu? Đấy, chúng ta cứ công quả cả đời, ốm thì chùa lo chứ. Phải không? Con là công quả cả đời thì ốm thì chùa lo, cũng giống như là chùa còn đi bố thí được cho người bệnh cơ mà. Làm sao các Phật tử ở trên chùa lại sợ rằng là ốm không có tiền chữa bệnh? Cái đấy là một cái no nó vô lý, phải không quý đạo hữu? Như công nhân của chùa còn được hỗ trợ thì thôi chứ, phải không? Thế là gì nói đến người ngoài. Thế cho nên chúng ta phải biết là chúng ta phụng sự Tam Bảo thì chúng ta cũng sinh được cái phước, mà phước đấy chúng ta được hưởng đấy chứ, có phải chúng ta đi xin của ai đâu, phải không? Thế chúng ta ở đấy là chúng ta ở đây chúng ta cũng phục vụ những đàn na tín thí, người ta về qua chùa là mình chả phục vụ người ta đấy à, đúng không? Chứ có phải là mình xin không của người ta gì đâu. Đáng người ta lên chùa có mỗi cái tượng Phật nên đấy, nên lên lễ Phật thì phải tự mà làm hết việc khác. Thế đây người ta lên đã được phục vụ từ ăn uống rồi thì cảnh sắc chơi, đây là toàn là Phật tử chúng ta phục vụ họ thì mình được cái phước báo đấy. Chứ cũng không phải là mình xin của ai cả. Do mình có phước báo, mình làm công đức thì mình sinh ra cái phước báo đấy thôi. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Đấy, chúng ta phục vụ họ đây này. Tất cả anh em, tất cả mọi người ở đây làm được một thước phim mà mang đến cho mọi người là đang bố thí vô ý cùng với các quý thầy, bố thí vô ý khiến cho người ta giác ngộ, thì cái phước đấy là Phật tử được hưởng chứ, phải không?
chứ đâu có phải là Phật tử đi ăn xin của ai đâu. Đây là công đức của mình. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Toàn công đức của mình nó sinh ra thôi, chứ mình không phải là sống đi xin ai hết đấy. Tự mình làm công đức, tự mình cống hiến thì tự mình được hưởng cái phước quả, phải không? Cho nên là Tâm Chú Hoàn Quán cũng rất mong muốn các quý đạo hữu sẽ có một cái tổ chức từ sự giác ngộ, thấy được lợi ích thì chúng ta vào nhé, thấy được lợi ích thì chúng ta sẽ tham gia. Thế còn ai chưa thấy được lợi ích thì thôi, cứ tùy duyên thì vẫn thế, vào câu lạc bộ thì vẫn thế, chỉ có cái là làm việc là phải tư duy theo tổ chức. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chứ? Phải có họp bàn, phải được lắng nghe, không được chống trái nhau, không được gây bất hòa cho nhau. Có cái gì chưa hiểu thì hỏi, đã hỏi rồi, đã thống nhất rồi thì phải làm như thế, không được làm trái nó đi, không được gây mất đoàn kết. Phải không quý đạo hữu? Một tâm một lòng cùng nhau mà bàn bạc làm sao mà mình thực hành được pháp và quý. Các quý đạo hữu ạ, nó cùng là một việc nhưng lại không có pháp lục hòa, và nó cũng là việc đấy lại có pháp lục hòa, thì đương nhiên là có pháp vẫn hơn. Phải không quý đạo hữu? Hơn rất là nhiều. Đấy. Thì trong cái thời gian vừa qua là Chư Tăng đi vào rừng hết. Phật tử chúng ta ở ngoài cũng làm được cái việc lục hòa của cái buổi lễ hôm qua đấy. Là cùng bàn bạc nhau làm, với các ban cùng bàn bạc nhau làm đấy chứ. Phải không? Đâu có phải quý thầy đâu. Quý thầy chỉ đưa chương trình thôi. Thế là tự bàn bạc nhau, tự lo hết việc của chùa. Thế Chư Tăng đợt này là có mỗi xương chỉ có một chỗ để cho chúng ta hỏi chút thôi. Đúng không? Còn đâu chúng ta tự bàn bạc nhau, tự làm, tự lo. Thì cái đấy tự đấy gọi là hòa hợp. Thế các quý đạo hữu ạ. Thế thì có hòa hợp thế thì Chư Tăng mới yên tâm vào rừng tu tập chứ. Thì đấy nó là cái công đức lục hòa mà lại hội chỉ được cho Chư Tăng tu tập. Thế có sinh ra phước không? Đấy. Thế ngoài này là ban nào ban đấy cứ cãi nhau chí chóe đi. Thế thì làm sao có phước được? Nhá. Thế cho nên Tâm Chiếu Hoàn Quán rất mong các quý đạo hữu chúng ta hiểu được cái pháp lục hòa, và chúng ta thực hành được cái pháp lục hòa này để làm sao mà mình muốn cái việc gì mình cũng có thể hồi hướng cho nhà mình được. Các quý đạo hữu bạch lễ hồi hướng cho gia đình mình được. Đấy. Và cái vong linh ở bên ngoài chúng ta còn dùng được cái công đức của hồi hướng chứ. Ngần này người, mỗi người có nghiệp thì khi đó rồi thì chúng ta cùng nhau hồi hướng cho nhau. Thế có phải nó tiêu nghiệp nhanh không? Tất cả nó cùng, ví dụ nhà tôi có việc này, tôi có việc này, tất cả đại chúng tu thì cùng hướng tâm đến hồi hướng, có phải tốt hơn không? Đấy, ví dụ cùng nhau đi kinh hành về, đáng ra đi kinh hành về xem là nhà ai có việc thì cầm tờ giấy dài 3-4 trang này này, đọc mà hồi hướng, thế có phải là mỗi nhà cùng được tốt không? Mỗi người có nghiệp cùng được tốt không? Thế nhưng mà thôi, việc của ai thắng hồi hướng, thế thôi, thế có nói chuyện gì? Đường nào cũng đi cùng với nhau nhưng có lục hỏa là khác. Không có lục hòa, phải không? Còn như kia người ta có lục hòa, người ta cùng nhau hồi hướng hết cho ai, cũng mong muốn cho ai được hạnh phúc, thì chính là tâm từ bi. Và quý đạo hữu, tâm từ bi là gì? Con nguyện, con mong muốn cho những loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, loài không chân, loài dài, loài ngắn, loài đã được sinh ra, loài chưa được sinh ra đều được hạnh phúc. Cái tâm từ bi nó nằm ở trong đó. Thế nhưng đó là lý thuyết, còn thực hành thì phải mong muốn cho chính nhau đây này được hạnh phúc. Thế nhưng mà điên tiết nhau rồi thì không muốn cho nhau hạnh phúc nữa, đúng không? Thì làm sao mà tu tâm từ bi? Nếu chúng ta đi về nhóm nào nhóm đấy, mỗi nhóm là có một chục hai chục người này, phân hết ra nhà này hồi hướng cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em, cho cựu hiền tất tổ, có sướng hơn không? Sướng hơn chứ, người ta được cái công đức lục hòa, ta hồi hướng được cái năng lực của pháp rất là tốt, các quý đạo hữu ạ, phải không? Thế là ví dụ như là buổi tối hôm nay chúng ta ví dụ có thấy một cái việc chùa bà, sắp sửa có lễ hội bẩn chẳng hạn, cùng nhau phát nguyện quét chùa 2 tiếng đồng hồ, có vui không? Vui lắm, là vui, xong rồi hồi hướng, đấy là công đức lục hòa đấy. Thế nếu không Chư Tăng phân cho người này người kia, không hề có tí công đức lục hòa nào, các quý đạo hữu ạ, phải không? Chúng ta thấy việc là chúng ta cứ thế là bỏ ra, cứ thế là làm thôi. Làm xong 2 tiếng làm tập thể xong lại, việc ai về với công việc ban đấy, có phải vui không? Có thể thức đêm 1 tiếng được mà, có sao đâu. Nhưng mà khi có lục hòa thì chúng ta thức đêm chúng ta lại thấy rất vui và khỏe. Nhưng không có lục hòa thì nhìn thằng kia sao đi ngủ sớm trước mình 5 phút rồi. Mày dậy, đứng không? Nó không có lục hòa nó thế đấy. Không có lục hòa thì sẽ có đố kỵ, ganh tị, phải không? Có lục hòa thì nó không có như thế. Rất là hạnh phúc, rất là an vui. Đấy.
Và có lục hòa thì lại dễ tha thứ. Các quý đạo hữu nó dễ tha thứ đó. Ở gần nhau nó dễ tha thứ cho lỗi lầm của nhau đó. Thế chẳng qua là chưa hiểu thôi chứ. Mình có thể trả lời với nhau là chẳng qua là chưa hiểu. Chứ nếu hiểu sẽ làm nhưng chưa hiểu. Bảo thế nói mãi chưa hiểu, cái đầu nó ngu thì phải nói nhiều lần chứ biết làm sao được. Phải không? Miễn là tôi có nghe chứ không phải tôi không nghe đâu. Tức là nó dễ lắm, khi mà có lục hòa nó dễ, thực sự là nó dễ, rất là dễ trong mọi việc. Nhá, trên tâm chiếu hoàn quán mong rằng cái buổi liên hoan này cũng là cái buổi mở đầu thì để cho các quý đạo hữu chúng ta, các ban chúng ta sẽ đăng ký ở đây. Còn khi mà ở đây đã thành lập ra câu lạc bộ đạo tràng lục hòa rồi thì tất cả những người đã thuộc về các đạo tràng khác trong câu lạc bộ Cúc Vàng thì chúng ta sẽ từ bỏ cái đạo tràng đó, quay về cái đạo tràng chùa nếu chúng ta ở mãi ở chùa. Đấy. Vì vậy chúng ta phải có thân hòa đồng trụ chứ, do là lúc trước là mình sợ là mình không về được, đúng không? Mình sợ là mình gì thì mình phải tham gia đạo tràng ở đấy thôi. Chứ thực ra là đã là câu lạc bộ Cúc Vàng rồi, nhà tôi ở Phú Thọ, tôi sẽ cử đạo tràng ở Phú Thọ đến giúp, nhà ở Hưng Yên cử đạo tràng. Thế cho nên là nhà ai ở đâu chỉ cần nói địa chỉ cái là có đạo tràng ở đấy đến giúp ngay, cần gì vì mình phải vào đạo tràng đấy nữa. Thế thì ai ở chỗ nào tu tốt ở chỗ đấy có phải tốt hơn đâu, phải không? Ai chỗ nào cứ tu tốt ở chỗ đấy, ở chùa cứ tu tốt ở chùa, nhà ở Phú Thọ có việc thì đạo tràng Phú Thọ vẫn phải về giúp bình thường, mà lại còn sung phong đến giúp cơ. Thế thì bảo là tôi bây giờ là ở đây, các bạn ở phương xa, tôi ở phương gần, tôi phải giúp ở đây chứ, phải không? Thế là nó hạnh phúc thôi, có gì đâu, nó rất đơn giản. Ở nhà, ở địa phương thì địa phương nó, ở tiền tuyến thì tiền tuyến nó, nhé. Trên tâm chiếu hoàn quán cũng rất mong các quý đạo hữu hiểu được điều đó. Trong câu lạc bộ Cúc Vàng là không có phân biệt ở chỗ nào và ở chỗ nào cả. Miễn là chúng ta phù hợp, đang ở chùa, chúng ta thời gian ở chùa nhiều thì chúng ta sẽ tu ở chùa. Đến lúc là về nhà chúng ta lại tu lại vào đạo tràng nhà. Chứ không phải là chúng ta bị mất đi đâu. Thế bảo chúng tôi là thuộc đạo tràng đấy, nhưng trong thời gian này thì chúng tôi xin là đi về sinh hoạt ở đạo tràng này thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Mọi cái là chúng tôi sinh hoạt ở đây, đến thời gian nào chúng tôi về thì chúng tôi lại vào cái đạo tràng đó tu tập, có sao đâu, phải không? Cùng là trong câu lạc bộ Cúc Vàng, miễn là câu lạc bộ Cúc Vàng điều về và điều đi là được mà, phải không? Cứ lục hòa như thế là được thôi. Các quý đạo hữu thấy dễ dàng không? Rất là dễ, rất là hạnh phúc, rất là an vui nhá. Thế thì tâm chiếu hoàn quán cũng rất mong trong cái buổi sinh hoạt này thì tâm chiếu hoàn quán cũng nói ra cái lợi ích của pháp nó rất là to lớn là như thế, nó rất là lợi ích như thế, để cho các quý đạo hữu chúng ta lựa chọn là mình lên như thế nào nhá, để cho mọi việc nó tốt hơn. Thế thì cũng mong là các quý đạo hữu chúng ta không làm mất đi cái lợi ích từ pháp của mình để chúng ta được hạnh phúc hơn nhá. Thế thì tất cả các bạn ban văn hóa thì trước kia các bạn cũng thành một tổ đấy. Thế nhưng mà sau này thì nó phải hòa vào với hết tất cả các ban, thành một đạo tràng nhé. Thành đạo tràng thì chúng ta sẽ chia ra, nó đông quá thì chúng ta sẽ chia ra làm hai đạo tràng. Đông quá mà, nó đông quá thì chúng ta sẽ chia ra làm hai ba đạo tràng. Để đến lúc mà chúng ta sẽ điều hành công việc nó dễ hơn. Hôm nay đạo tràng này là làm việc này, hôm nay đạo tràng kia làm việc kia thì nó sẽ dễ, phải không? Ví dụ phân cho đạo tràng này phụ trách cái này thì cái ông trưởng đạo tràng mới dễ làm công việc được. Thì cái đạo tràng đấy thì cũng thuộc về các Phật tử chúng ta cả thôi. Trưởng đạo tràng, phó đạo tràng cũng thuộc về chúng ta cả thôi, chứ cũng chẳng phải người ngoài đâu. Thế nhưng mà cái độ quan tâm chăm sóc với nhau thì nó sát sao hơn. Các quý đạo hữu ạ, chuyện nhà, chuyện cửa thì mang ra thảo luận được. Còn chưa có đạo tràng thì cấm không được thảo luận chuyện linh tinh, phải không? Thế còn khi có đạo tràng rồi thì chúng ta chia sẻ với nhau những cái chuyện gia đình chúng ta, rồi chúng ta để hồi hướng cho nhau. Và có quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Để chúng ta có thể hồi hướng công đức cho nhau được. Cái đấy nó tốt đẹp nhá. Thế cũng mong quý đạo hữu như thế. Và tâm chiếu hoàn quán thì cũng chỉ chia sẻ thế thôi. Tâm chiếu hoàn quán thì cũng khuyến tỉnh các quý đạo hữu là chúng ta tu tập để cầu vô thượng bồ đề, chính đẳng chính giác. Tức là cho đến bao giờ chúng ta thành tựu chính đẳng chính giác, chúng ta mới hết công hạnh, mới xong viên mãn công hạnh. Thế cho nên chúng ta có rất là nhiều những cái phước duyên. Thế thì các thầy nhà mình thì cũng là tu tập cầu vô thượng bồ đề, nhưng cái bước đường của các thầy là phải vào thánh quả đã.
Thì khi các thầy vào thánh quả, các thầy bước sang công hạnh của Bồ Tát thì cái việc của các thầy độ chúng rất là lợi ích, rất là thù thắng. Thế nên không phải là các thầy vào thánh quả là các thầy nhập diệt, tức là đối với các bậc xuất gia mà có cái công hạnh Bồ Đề thì các ngài đắc quả A La Hán xong rồi các ngài lại vào Ta Bà, và các ngài có rất là nhiều tướng, vẫn còn phải tướng tại gia, tức là vào tất cả các tướng để làm công hạnh Bồ Đề cho đến nhiều kiếp nữa, cho đến bao giờ các ngài thành tựu vô thượng Bồ Đề. Và cái kiếp thành tựu vô thượng Bồ Đề cũng là kiếp của người tại gia xuất gia như các đức Phật trước. Đấy, các quý đạo hữu ạ, chứ không phải là người xuất gia cái là đến đắc quả A La Hán cái kiếp này xong cái là nhập diệt là mất luôn, không phải thế. Mà đã phát tâm công hạnh Bồ Đề thì các vị lại quay trở lại, nhưng mà các vị quay trở lại làm công hạnh Bồ Đề thì các vị không có đau khổ, mà các vị vượt qua tất cả các chướng ngại, và giống như là nhân duyên sinh ra lợi ích chúng sinh, cái gọi là hàng Bồ Tát đấy, vì chúng sinh mà thị hiện đấy. Đấy thì lại bước sang cái đấy. Cho nên cái người xuất gia, chúng ta phát tâm Bồ Đề xong rồi ít nữa chúng ta xuất gia rồi đến lúc đắc quả xong rồi lại về tướng, lại tướng tại gia, rồi các tướng. Muốn chúng ta đọc kinh Quan Âm chưa, muốn hiện tể quan thì làm tể quan, lúc đấy thì sinh ra đời đi làm quan, cái đời hiểu rõ như làm quan. Muốn làm vua thì làm vua, như vua Trần Nhân Tông của chúng ta là Bồ Tát thị hiện. Các quý đại hữu rõ trên là Bồ Tát thị hiện, tức là các ngài đã là người đã thành tựu được những cái công đức hữu lậu giải thoát rồi. Tức là cái công đức hữu lậu này của các ngài là ngài tu từ thời trước, là ngài đã đắc quả giải thoát rồi, tức là xong hết cái công đức giải thoát ấy rồi. Tức là đối với các cái pháp mà phải sở hữu cái phước hữu lậu là các ngài xong rồi. Tức là dù các ngài có làm gì, dù tướng tại gia, các ngài cũng không bao giờ sở hữu cái công đức hữu lậu này nữa. Nó là tướng thị hiện. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chứ? Nó là tướng thị hiện trở lại Ta Bà đấy ạ. Có ai đọc không? Trở lại Ta Bà, làm các công đức lợi ích chúng sinh, và cái công đức đấy chỉ để thành tựu vô thượng Bồ Đề thôi. Cho nên là Đức Phật Thích Ca của chúng ta trong kiếp cuối cùng, ngài là Bồ Tát hộ minh mà. Giáng sinh xuống đây đi chứ. Các quý đạo hữu rõ chưa? Thế và ngài đã thành tựu cái quả từ lâu rồi, cái quả gọi là cái quả giải thoát ấy từ bao nhiêu kiếp lâu xa rồi, các quý đạo hữu ạ. Trên ngài chỉ đi tích tập các công đức vô thượng Bồ Đề để thành tựu vô thượng Bồ Đề thôi. Trên các ngài vẫn phải nhập thế thị hiện để tích tập công đức. Trên mới nói rằng là công đức của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới không bằng cái công đức một cái lông chân của Phật. Thế thì trong công đức của chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới là có cả công đức của các bậc thánh tăng đấy. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Công đức của các bậc thánh tăng tất cả cộng lại cũng không bằng cái công đức một lông chân của Đức Phật chính đẳng chính giác. Cho nên khi đã thành thánh tăng rồi lại phải nhập thế, các quý đạo hữu ạ. Lại nhập thế, lại trở thành tại gia đây này. Rồi lại trở thành quan, thành vua. Nhưng mà ở kiếp nào các ngài cũng là sẽ là làm những cái việc rất lợi ích chúng sinh, và các ngài không chịu đau khổ, không chịu đau khổ. Đấy, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thế trên Tâm Chiếu Hoàn Quán mới nói Bác Hồ là Bồ Tát tái thế, Bồ Tát vào đời. Tại vì cái lúc đó là xuống cứu khổ cho chúng sinh, cho nên là chúng ta thấy Bác Hồ của chúng ta đấy, giữa cái chỗ mà gọi là mù mịt chứ. Đất nước chúng ta lúc bây giờ bị đô hộ là mù mịt lắm. Thế mà khởi ý được mình đi cứu đất nước một mình, đâu có phải là phàm phu mà làm được cái đấy. Nghĩ ra chúng ta phàm phu, nghĩ ra còn chẳng nghĩ được cái chứ, phải không? Phải, các bậc Bồ Tát, các ngài làm công hạnh, các ngài thấy chúng sinh đau khổ quá, các ngài thị hiện xuống thôi, và theo cái duyên nghiệp của chúng sinh để thoát, cho chúng thoát ra khỏi cái chỗ đấy thôi, quý đạo hữu. Cho nên là những người có phát tâm Bồ Đề rồi xuất gia tu tập thì mình biết con đường tương lai rất lâu xa, trừ trường hợp người đó từ bỏ không muốn làm nữa, muốn là thôi con thành thánh, thôi con nhập diệt thôi, còn không cầu vô thượng Bồ Đề nữa, thôi con thành A-la-hán, con nhập diệt nghỉ ngơi cho nó nhàn, thế thì mới nhập diệt. Chứ còn nếu không thì thành thánh A-la-hán rồi vẫn phải mình nói là phải thì không phải. Ví dụ như là đơn giản gọi là ấm ớ như mình thôi, mình đang làm mình cũng cảm thấy là không phải mà là rất hoan hỉ, thì các bậc ấy thì cực kỳ hoan hỉ, phải không quý đại hữu? Người ta cực kỳ hoan hỉ. Trên chúng ta mới thấy là
Bậc A-la-hán bây giờ đang trú ở đâu để làm công hạnh gì đấy? Bậc A-la-hán đang trú ở đâu để làm công hạnh gì? Làm công hạnh gì? Các ngài đang tiếp tục làm công hạnh. Đấy là các bước đầu tiên bước vào hàng Bồ Tát. Cho nên là trong 10 cảnh giới của chúng ta đấy, Bồ Tát là đến Phật luôn. Các quý đạo hữu thấy không? Đã hàng thánh tăng thanh văn rồi, thanh văn duyên giác, Bồ Tát rồi gì? Phật. Trên cái Bồ Tát là kế luôn thành Phật. Trên là Đức Phật của chúng ta là kiếp cuối cùng là trong kiếp Bồ Tát, đó là Bồ Tát hộ mình. Thì trong cái những cái kiếp Bồ Tát đấy thì lúc làm vua trời cũng phải làm. Vì cần để độ thì vẫn phải để độ, cần phải có công đức, bởi vì bậc chính đẳng chính giác họ phải có nhiều kiếp làm vua trời, các quý đạo hữu ạ. Thế mới gọi là đến lúc đến mới có được là Phật, mới được gọi là gì? Là trời trên tất cả các trời, mà làm thầy của tất cả các trời. Tức là với các phước và các ngài đã đi qua, nó đều tròn đủ hết rồi, các quý đạo hữu ạ. Thế nên là Đức Phật là tu từ các kiếp lâu xa rồi. Thế thì chắc chắn là lại phải nhập thế thành A-la-hán rồi lại nhập thế, nhưng nhập thế hoành tráng, phải không? Nhập thế rực rỡ, chứ không phải nhập thế đau khổ như chúng ta. Chúng ta là bị sinh ra, các ngài là nguyện vì chúng sinh mà sinh ra, phải không? Nguyện vì cứu chúng sinh đau khổ mà sinh ra. Nó nhẹ nhàng, đối với các ngài làm công hạnh nó nhẹ nhàng, giống như chúng ta là con xin phát nguyện 2 tiếng đồng hồ ấy thôi ạ. Nhẹ như thế thôi ạ. Thế cho nên Bác Hồ chúng ta ở trong tù cũng làm thơ đấy thế, phải không? Giận cắn mõng thành bài thơ vui vẻ ấy chứ. Chúng ta nếu mà bị giận cắn là thôi quên hết tâm trí, chỉ đi giết con giận thôi. Không có thơ ca gì nữa, chỉ có giết. Có khi này có người thù quá bắt con giận ra chặt từng cái chân nó cơ. Đúng không? Thế cho nên là chúng sinh đối diện cảnh khác và Thánh Tăng Bồ Tát đối diện cảnh nó khác. Nhưng cảnh nó cũng như nhau thôi, nhưng đối diện một cách khác nhau. Đúng không? Đối diện một cách khác nhau. Nhá. Ví dụ như là phàm phu chúng ta thì bắt bị phải đi lính. Thế nhưng mà nếu như mà là nguyện độ, người ta có nguyện ấy, thì người ta lại không bị bắt như thế. Người ta thấy là cái, người ta thấy cái trách nhiệm cao cả của người ta, và người ta hoan hỉ với cái trách nhiệm đó. Các quý đạo hữu thấy không? Rất hoan hỉ. Đấy, ví dụ như các quý đạo hữu ấy, khi mà các quý đạo hữu giác ngộ về việc của chùa rồi, các quý đạo hữu làm với cái trách nhiệm có vui vẻ không? Thế nhưng mà lúc trước mà bắt làm như thế có vui vẻ không? Cùng một công việc, nhưng hai cái giác ngộ khác nhau, nó ở hai cái tầng tâm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Thấy không? Cái cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Thế thì chỗ này thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng xin chia sẻ rộng cho các quý đạo hữu hiểu. Chúng ta có hiểu chúng ta mới tinh tấn được. À, chúng ta có hiểu chúng ta mới tinh tấn được, chúng ta mới cố gắng được. Thì chúng ta cũng hiểu được là chư Tăng ở chùa chúng ta là chư Tăng rất là thù thắng, là phát tâm Bồ Đề. Cho nên là ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán mới cho các quý đạo hữu phát nguyện là đời đời cứ kiếp con xin nương tựa vào sư phụ và chư Tăng để tu hành, vì chúng ta còn ở trong cõi này, các ngài còn có quay trở lại mà làm Bồ Tát thị hiện thì chúng ta cũng được lợi ích, phải không? Đấy, chúng ta cũng được lợi ích, được hoan hỉ, vì chúng ta biết cái nguyện của các ngài rồi. Cho nên là các ngài, nếu mà ai mà trong quá trình tu này không tu được nữa về thì đâu chúng ta có phải theo cái người về ấy đâu, phải không? Theo các bậc cái tu hành cơ mà. Chúng ta theo các thầy tu hành, trên kể cả chư Tăng của chúng ta cũng thế thôi. Đến một lúc nào đó có ai không tu hoàn tục, chúng ta cũng không lo gì. Đấy là một cá nhân chứ không phải là tập thể Tăng, không phải là đại diện cho tập thể Tăng. Bởi vì tập thể Tăng Chúa Vàng chúng ta chính là nguyện Bồ Đề. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Như sư phụ tu cũng là theo nguyện Bồ Đề, và tất cả chư Tăng đều theo nguyện Bồ Đề. Còn ai hỏng nguyện, thối nguyện là việc riêng của người ta. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Còn chúng ta theo các thầy là theo nguyện gì? Nguyện Bồ Đề nhé. Nên chúng ta phát nguyện đời đời kiếp kiếp con xin nương vào sư phụ để thực hành gì? Công hạnh Bồ Đề. Nên kiếp này Tâm Chiếu Hoàn Quán là cũng lương vào sư phụ để thực hành công hạnh Bồ Đề đấy chứ. Kiếp Tâm Chiếu Hoàn Quán đã phát nguyện từ kiếp trước rồi, cho nên đến giờ các Phật tử thì có thể ai đã phát nguyện rồi, nhưng cũng có thể là bây giờ có người mới phát nguyện. Cho nên nếu không có sư phụ thì Tâm Chiếu Hoàn Quán chịu cũng không có lời nào để mà thực hành công hạnh Bồ Đề. Mà thậm chí sư phụ không sinh ra thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng chưa đủ duyên sinh ra. Vì cái chỗ đấy có làm được công hạnh Bồ Đề đâu mà được sinh ra.
phải không? Mình đang ở chỗ nào thì mình ở yên chỗ đấy đã. Đến bao giờ mà có một người xuất hiện trong hàng tăng sĩ thực hành công hạnh Bồ Đề thì mình mới quay trở lại, mình mới sinh ra. Còn nếu không thì mình cứ ở cái chỗ là cõi trời nào đấy, cứ ở đấy ngồi chơi đã, đợi nhòm nhòm xem là có vị tăng nào thực hành công hạnh Bồ Đề thì ta sinh xuống ta lại tích tập tiếp công đức Bồ Đề của ta. Còn chưa có thì lại nên một chỗ nào đó ngồi ở đó, thế cũng được ấy chứ, phải không? Cũng vui. Giống như là Bồ Tát Hộ Minh cũng phải đi nhòm nhòm xem chỗ đã đủ sinh ra chưa thì mới sinh, còn chưa đủ thì cứ ở yên trên đấy thôi, phải không? Phải đủ cái nhân duyên sinh ra thì mới sinh ra. Trên cái hạnh nguyện Bồ Đề, tâm chiếu hoàn quán rất là quý. Cho nên tại sao mà quý cái pháp Lục Hòa đến mức độ như vậy? Bởi vì nó sinh ra các cái công đức, và mình chỉ có tồn tại với cái pháp Lục Hòa này thôi, mình chỉ tồn tại với nó thôi. Nếu mà ở cõi Ta Bà có xuất hiện thực hành được pháp thì mình mới về đấy. Còn nếu không, cái phước của chúng ta thế này nên trời không biết ở bao nhiêu kiếp mới hết. Nếu không có nguyện mà cứ ngày nào mấy ngày lại tu bát quan trai giới một lần thế này thì không hiểu nổi là lên đấy sống tuổi thọ nó đến bao giờ mới hết, phải không? Một ngày mà chỉ trai giữ giới, tám giới bát quan trai lên hẳn cõi trời trên kia ở đến bao giờ? Thôi ở như thế cũng mệt lắm, thôi thì lấy cái công đức đấy hồi hướng về vô thượng Bồ Đề để lấy công đức đấy lại sinh tiếp về đây mà làm phận sự, phải không? Cái công đức của chúng ta hồi hướng về vô thượng Bồ Đề cái công đức của chúng ta hồi hướng về vô thượng Bồ Đề chẳng qua là để cái công đức đấy để chúng ta tự tại sinh ra để đi làm công đức Bồ Đề, chứ chúng ta không thích lên trên cõi trời. Thế cho nên ở trong cái sám hối là gì? Nghe suốt bỏ tam thiên, tức là chúng ta không sinh lên cái cõi trên ấy làm gì cho nó mệt. Chỉ lúc nào ở dưới này chưa đủ nhân duyên thì lên đấy nghỉ ngơi tí thôi, gọi là dạo chơi một tí, đủ nhân duyên lại gì? Lại xuống lao động tiếp, được không? Lại trở về đây, lại lao động tiếp tục. Đấy, nó có cái lợi ích như thế, có quý đạo hữu ạ, rất là lợi ích. Thế cho nên là cái Đức Phật gọi là ai chưa phát nguyện thì lên phát nguyện, ai đã phát nguyện thì lên tinh tấn, đúng không? Ai chưa phát nguyện thì lên phát nguyện. Nó rất là thủ thắng cho mình, rất là lợi ích cho mình, rất là hạnh phúc. Thế tâm chiếu hoàn quán thấy nó cực kỳ hạnh phúc luôn. Cho nên tâm chiếu hoàn quán rất yêu quý cái pháp Lục Hòa. Mà khi bắt đầu thành lập đạo tràng cái là đã có pháp Lục Hòa luôn. Không tu thì thôi, đã tu là phải có pháp luôn. Đấy, thì thế có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Đấy. Nên là ai chưa phát nguyện thì lên phát nguyện, còn ai đã phát nguyện thì thực hành, mà muốn thực hành thì phải vào đạo tràng Lục Hòa thì mới thực hành được pháp Lục Hòa chứ. Không thì lấy đâu ra môi trường để mà thực hành, phải không? Không có môi trường thì chịu đó. Thì cứ coi như phát nguyện xong nó lại thối, thối lại phát nguyện xong lại thối. Gọi là có hạt giống, đi xin được mấy hạt giống và xin xong lại cứ để đấy thối, lại vứt đi. Còn đây là mình xin thì mình phải mang vào cái môi trường. Nhớ, phát nguyện Bồ Đề và thực hành Bồ Đề hạnh nó mới thực sự là nuôi lớn được cái hạt giống Bồ Đề. Còn nếu không mình cứ phát nguyện xong rồi không trồng, lại thối, phải không? Lại vứt đi, rất là lãng phí. Nhá, nên tâm chiếu hoàn quán mong muốn các quý đạo hữu chúng ta tư duy thêm, chúng ta hiểu rõ. Hiểu rõ rồi chúng ta mới phát cái nguyện Bồ Đề. Thôi, ai còn tại gia, chưa xuất gia được thì sẽ thực hành hạnh nguyện Bồ Đề ở hàng tại gia. Còn ai mà phát nguyện Bồ Đề mà xuất gia được thì sau này sẽ làm chỗ dựa cho những cái người mà tại gia phát nguyện ấy nương vào đấy để đi về mà làm công hạnh Bồ Đề. Ví dụ như là ai xuất gia rồi, tu rồi, ít nữa cũng nương cái hạnh nguyện Bồ Đề ấy lại giống như sư phụ. Còn những hàng tại gia thì nó lại giống như cư sĩ, lại quay về đấy, bám vào cái rễ đấy, để rồi phát triển thêm cho mình. Thế thôi nhé. Nhưng tâm chiếu hoàn quán thì vẫn mong mỏi là phải ai chưa xuất gia thì liền xuất gia, còn làm chỗ dựa cho chúng sinh chứ. Ai anh đòi dựa thì lấy đâu ra, phải không? Thế thì ít quá, không có người sinh ra như thế thì cứ lên trên cõi trời, cứ ở trên đấy thôi thì không biết đến bao giờ mới xuống. Mà thực ra ở trên cõi trời thì nó chỉ có mỗi là không phải làm mà có ăn thôi. Thế các quý đạo hữu nếu cứ đi du lịch ở khách sạn, cứ đến khách sạn 5 sao này, đến khách sạn 5 sao kia, có chán không? Chán không? Chán lắm. Thế cho nên có những cái câu chuyện là vợ ông đế thích cùng với đế thích đi vào trong vườn chơi. Cái bà vợ rồi bà ấy suốt ngày phải đi chơi, bà ấy cũng chán lắm. Bà ấy chán lắm.
Thế bà ấy có phước mà bà bảo, bà ấy nhìn xuống nhân gian, bà ấy thấy thế, thôi bà ấy thích đi xuống nhân gian tí, chơi tí. Thế bà ấy xuống đây, bà ấy đầu thai vào thành người đàn bà. Thế bà ấy lấy chồng, bà ấy đẻ 8 người con. Xong đến năm 80 tuổi bà ấy chết. Chết xong bà ấy sinh lại sinh lên trời vì bà ấy nhiều phước mà. Bà ấy ở trên trời, bà ấy thích đi xuống chơi. Nhưng xuống đây thì phải nhập thai. Chứ có phải là xuống không, nó có phải đi chơi theo cái cảnh giới là đi chơi thế kia đâu. Thế rồi bà ấy sau 85 thì bà ấy mới đi lên. Thế ông đấy thích ông đi chơi mà hồi ông thấy bà ấy, ông hỏi nó, thế đi đâu mà thấy vắng vắng, bỏ đi xuống trần gian chơi. Đấy xuống tí đã hết 85 rồi, có quý đâu. Chịu khổ sở 85 ở đây đẻ 8 người con liền, có khổ không? Thế thôi có quý đạo hữu, nếu mà thấy đi lên trên trời mà thấy buồn quá lại đi xuống dưới đây đẻ lấy vài chục đứa con rồi lại đi lên. Còn nếu không mà có cái nguyện Bồ Đề thì chúng ta xuống đây làm tí công đức, phải không có quý đạo hữu? Công đức nó cũng vui vẻ. Ở trên tâm chiếu hoàn quán xin chia sẻ với quý đạo hữu để chúng ta giác ngộ vấn đề này, để chúng ta tinh tấn nhé. Giác ngộ để tinh tấn. Và mong các quý đạo hữu là thành lập ra cái vào trong các cái đạo tràng hòa hợp để thực hành cái pháp hòa hợp mà lợi ích cho mình. Ít gì chứ nhiều kiếp sẽ được lợi ích hạnh phúc lắm đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Thì tâm chiếu hoàn quán cũng bố trí 1-2-3 ngày nữa thì tâm chiếu hoàn quán cũng xin sư phụ, rồi sư phụ sẽ cho chia sẻ một cái bài về chư tăng ấy. Chư tăng chỉ cần đi đến làm đám ma cho người ta thôi đấy mà lợi ích cho người chết vô cùng. Thực sự là nghe thấy thế mình đã thấy thích rồi cơ, thích lắm. Thế cho nên chư tăng là cao quý lắm. Chư tăng cứ tu được ngày nào là mình có hạnh phúc ngày đấy, còn lúc nào mà chư tăng không tu hoàn tục thì lại về thành người bình thường. Còn cứ tu một ngày là làm lợi ích hạnh phúc cho chúng sinh một ngày, phải không? Còn ra ngày nào thì lại trở thành người tại gia, lúc đấy lại nương tựa vào tam bảo để mà tìm phúc cho mình thôi nhá. Và chúc các quý đạo hữu tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.